Chào mừng anh em đã quay lại với kênh Minh Phụng Music. Với những khách hàng thân thiết của kênh, Godman K350 là một cây organ không còn xa lạ. Những cải tiến từ chất lượng âm thanh cho tới sự đa dạng trong phong cách chơi đã giúp K350 xây được vị trí vững chắc trong thế giới organ đầy cạnh tranh hiện nay. Hôm nay, team sẽ lên đường giao K350 đến với bạn khách hàng tại Tân Bình. Nào, đi thôi. Mình đang ở ngay cầu Hoàng Hà Thám. Bây giờ là lúc tan tầm, các bạn có thể thấy dòng xe nối đuôi nhau qua cầu, nhanh chóng về nhà để kết thúc một ngày làm việc. Thời tiết thì mát mẻ, trời trong xanh, rất lý tưởng để cùng bạn bè ngồi cà phê ngắm cảnh xe cổ quá lại. Đã đến nhà khách rồi các bạn ơi. Đây là một chuỗi căn hộ mini với thiết kế 4 lầu, được xây trong khu dân cư vô cùng yên tĩnh, rất thích hợp để bạn giải trí bằng những tiếng nhạc du dương sau một ngày làm việc đầy mệt mỏi. Đợi khách xuống dẫn team vào nhà nhé. Nào, mang K350 lên nhà cho khách thôi. Đàn chỉ nặng 6,7 kg nên dễ dàng cho người chơi đem đi học tại các trung tâm và mang đi chơi cùng bạn bè. Tiến hành lắp đàn thôi. Tìm hiểu bên trong thùng K350 sẽ có gì nhé. Mở thùng ra, anh em sẽ thấy đàn, giá để sách, sách hướng dẫn và nguồn. Còn những ưu điểm dành cho người chơi nhạc là gì? Khám phá thôi. Godman K350 trang bị 61 phím cảm ứng lực nhấn, màn hình LCD và thư viện âm nhạc đa dạng 657 tiếng, 128 polyphony, số lượng bài hát khổng lồ lên đến 160 bài và lưu trữ tối đa 10 bài hát từ người chơi, 240 điệu cải sẵn và 50 điệu cải thêm. Đàn còn hỗ trợ nhiều tính năng cơ bản như metronome, đếm nhịp, flip chia bằng phím, phase khóa bằng tiếng, transpo tăng giảm tông, band giúp cho bạn luyến lấy nhạc dân ca, bolero và cả nhạc hoa. Đàn còn được trang bị các cổng kết nối hiện đại như USB MIDI, headphone và jack cắm pedal. Đến với Minh Phụng Music, các bạn không nên bỏ lỡ chế độ bảo hành hấp dẫn khi mua K350 nhé. Bảo hành 24 tháng, một đổi một trong vòng 30 ngày, giao hàng và lắp đặt miễn phí, trả góp với lãi suất 0%. Đến lúc khách bóc siêu và test đàn rồi, mời anh em cùng ngắm nhìn vẻ đẹp của từng phím đàn trên Godman K350 nhé. Nét đẹp đến từ thiết kế góc cạnh cung bàn phím trang bị cảm ứng lực tạo ra chất lượng âm thanh vô cùng ấn tượng. Ngoài ra, K350 luôn được update các giai điệu trending nên là một trong những lý do mà bạn có thể yên tâm chọn lựa để sáng tạo và chơi những bản nhạc yêu thích. Vậy là buổi lắp đàn đã hoàn tất. Cảm ơn mọi người đã xem video lần này. Hãy nhớ like, share, subscribe để ủng hộ và đón chờ những video sắp tới nhé. Hoặc nếu quan tâm cũng như muốn trải nghiệm trực tiếp mẫu đàn này, các bạn có thể ghé showroom hoặc liên hệ qua hotline 0919768606 để được nhân viên bên mình tư vấn cụ thể hơn. Xin chào và hẹn gặp lại.